Ok, xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhá. Và đặc biệt là chào anh khách người Mường Khương Lào Cai nhá. Thì chuẩn bị nhận hàng khẩu Kodo Talon cấu hình tầm trung, giá là 4.800.000. Thì em sẽ làm cái video test thực tế để trả hàng cho bác và giải đáp thắc mắc cho nhiều anh em là cái khẩu Kodo 4.800 có chơi được không và có ổn định không nhá. Thì ngày hôm nay em sẽ test thực tế khẩu này ở cự ly là 50m là chuẩn tâm. Đấy, xong rồi sẽ bắn thu về gần là 30-35m cho anh em và bác cùng xem. Đấy, 50m là chuẩn tâm nhá. Anh em cùng theo dõi em test khẩu Kodo đây để xem nó có ổn định không và có ok chơi được không các bác nhá. Đấy, xong rồi sẽ tháo ra giới thiệu chi tiết về cấu hình và đo khoảng cách cho anh em xem. Đây, thì cái điểm test của em đây nhá, 50m này, 50m chuẩn tâm này em ơi. Thì em sẽ vừa test vừa căn chỉnh cho anh em và bác cùng theo dõi. Một viên này, hơi xuống dưới này. Đấy, chỉnh này. Vừa test vừa căn chỉnh nhá, anh em cùng theo dõi này. Viên thứ hai này. Ok cho anh em. Đấy. Đục lỗ nhá, đạn chống đạn nhá. Viên thứ ba này. Ok cho anh em. Đấy, hơi lẹm xuống dưới một tí là run tay em nhá. Đây. Em xem luôn này. Ok chưa? Hơi vẫn lẹm, hơi lẹm dưới nhỉ, đúng không? Đây. Bắn điểm khác, chỗ đấy hơi khó nhìn nhỉ. Đấy. Tiếp theo bắn luôn điểm đấy nhá. Hơi sang phải một tí này. Đấy, chỉnh luôn. Đấy, nói chung là hơi sang phải một tí thôi nhưng nó vẫn khuôn khuôn ở nắp chai xe 2 em nhé. Đấy, nói chung là chim sẻ thì chết méo rồi. Hơi quá rồi, chỉnh hơi quá rồi. Đấy. Bắn điểm mới đục lỗ này. Ok chưa? Đấy. Bắn luôn đục lỗ điểm đấy nhá. Đấy, có vẻ là ok đấy. Ok chứ anh em, đục lỗ chưa? Đấy, 50m nhá. Đục lỗ này. Nói chung là 50m mà đục lỗ thì chim sẻ thì là dụng em nhá. Ok chưa? Đục lỗ nhá. Đấy, viên nữa này. Ok cho anh em. Đấy, đục lỗ luôn nhá. Này, thu về 30m này anh em này. 35m xem ở tâm nào này. Đây, điểm 35m đây. Em cứ bắn đi xem nó rơi ở tâm nào nhá. Ok chưa anh em? Đấy. 35m, 50m là giữa tâm và đây là 35m thì em sẽ bắn xem nó rơi tâm nào này. Trên tâm một tí em nhé. Này, em thấy chưa? Cung trục dọc này. Nhưng mà nó chỉ chơi trên tâm một tí thôi. Đấy. Viên tiếp theo này. Rồi. Thấy chưa anh em? Đấy. Nói chung là từ 50m về 35m nó chỉ trên tâm một tí thôi. Em xem này. Thấy chưa? Đấy. Nói chung là nó chỉ ở như là lắp chai C2 em nhé. Đây, em sẽ tháo ra và đo khoảng cách cho anh em xem luôn. Tí em sẽ cho anh em xem cái điểm đấy luôn nhé. Đấy, xem nó to hay bé hay như thế nào các bác nhé. Đây, cái điểm em đang test đây. Đấy, điểm 55m đây. Đấy, còn 35m đây. Để em đo khoảng cách cho anh em xem luôn. Đây, ngồi tại trực tiếp ở đây. Đặt máy đo ở đây và đo nhé, em nhé. Đây, đặt máy đo trực tiếp lên đây và đo cho anh em xem luôn. Đấy, đâu rồi, cam đâu rồi. Đây rồi. Đây anh em từ từ chờ lại. Đây. Rồi. Xuống đây. Chấm nét đây. Từ từ. Rồi. Em thấy chưa? 52m nhá.
Đấy, nói chung là 51, 52 mét gì đấy. Điểm 35 mét này. Rồi. 32, 33 mét em nhá. Đấy, đây. Cấu hình của khẩu Condo giá 4 triệu 800 ngàn đây anh em nhá. Đây. Đấy, em cùng chiêm ngưỡng này. 4 triệu 800 ngàn là khẩu này. Đấy, xả đi. 4 triệu 800 đây. Cấu hình cho anh em. Đấy, Condo Talon giá là 4 triệu 800. Bình nhôm 0.35 đế bằng này. Van cricket bản chuẩn công ty này. Combo khung tròn tay gỗ, giảm âm bút leo, cành TK Hồng Kông bản 14 inch. Ruột bọc đồng, tay kéo inox chống gãy. Nó so thử ạ. Kính ngắm Discovery VTR 3-12-42 có đèn hướng tâm bắn buổi tối đây. Đấy, còn đây lăng kính của em nhá. Anh em vừa xem cái tâm kính rồi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn em nhá. Đấy, 4 triệu 800 nghìn là một khẩu như thế này. Anh em nào mà lấy dài thì báo shop, shop sẽ lắp cái cho anh em cây dài. Dài thì nó sẽ là cành 20 inch thì em có thể vươn được xa hơn. Còn hiện tại là cây này đang lắp cành 14 inch cho anh em. Đấy. Và kẹo là em đang lắp test cho nó là kẹo chì 5.5. Đây anh em. Đấy, kẹo chì 5.5 em nhá. Đấy, kẹo chuẩn, kẹo chì 5.5. Em nào muốn lắp 635 thì báo shop, shop sẽ lắp 635 cho anh em. Đấy. Có anh em nào mà đang thắc mắc là khẩu 4.8 khẩu rẻ không chơi được thì có thể xem video này em nhá. Đấy, em sẽ đi ra cho anh em xem cái vết mà bắn thực tế cho anh em xem luôn. Đấy, cái vết mà bắn là nó sẽ to và nhỏ như thế nào. Đấy, em hình dung là cái viên đạn nó vào bờ tường hay vào con mồi là nó sẽ như thế nào. Viên đạn nó 5.5 nó sẽ bé xíu này. Đấy, mà khi mà mình bắn 3-4 viên rồi, đấy, nó mới to được ra như này. Đấy, em nhìn này. Đây, đấy, nó mới to được như thế này thôi. Đấy, em nhìn chưa? Đây, bắn va vào 3 viên rồi nó mới to như thế này. Còn không nổi cái lắp chai xe 2 đây. Em nhìn chưa? Cái ngón tay cái vào nó như này. Mà cự ly là ví dụ như là 50 mét mà bằng ngón tay cái này thì có mặt tha hồ. Đấy, nên là tại sao là em bảo là anh bao cho anh em chơi ở cự ly là 50-60 mét là ăn chim sẻ. Đấy, con chim sẻ thì anh em hình dung ra ví dụ như là những con chim sẻ thì nó sẽ phải như thế này. Đây, đấy, bằng con sỏi này. Mà bây giờ cự ly là 50 mét mà anh em bắn cự ly bằng ngón tay cái này. Quá ok rồi đúng không anh em? Đấy, khẩu rẻ vẫn chơi được bình thường các bác nhá. Không phải là khẩu rẻ không chơi được. Cái khẩu rẻ thì cái đồ phụ kiện của nó sẽ rẻ. Đấy. Ví dụ như là cái những cái ở khẩu rẻ thì là cái kính, cái bình. Cái bình là bình nhôm, kính thì kính gọi tầm trung. Đấy. Là cái cấu hình của mình sẽ rẻ tiền đi. Đấy, còn những khẩu đắt tiền thì cái cấu hình của mình là cái cành, ví dụ như cái kính là kính đắt tiền. Đấy, nhiều anh em sử dụng cái kính nó sẽ đã bằng nhiều khi là bằng gần khẩu súng này rồi. Đấy. Nên là anh em nào đam mê thì có thể là sở hữu cho mình những cái khẩu như này về chơi em nhá. Đấy. Thì video ngày hôm nay em cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhá.